Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, tháng 8 âm lịch. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, việc xem tử vi cho những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 tháng 8 âm lịch là điều hết sức quan trọng. Nhất là khi bước sang một tháng 8 là tháng mới, qua việc xem lá số tử vi sẽ giúp mọi người nắm bắt được khó khăn, thuận lợi cũng như điểm nổi bật của mình. Qua đó có thể đem lại những vận hạn, cát hung khác nhau mà có thể quý vị sẽ dựa vào đó để có thể tránh đi và phát huy được những điểm mạnh của mình, định hướng được những bước đường đúng đắn nhất. Quý vị thân mến, việc xem tử vi là một văn hóa của người Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay. Qua đó sẽ giúp mọi người biết được những phương án giúp cho cuộc sống có được hanh thông, thuận lợi. Trong phần luận giải tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 ngày hôm nay, thầy Gia Cát sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải vận hạn cũng như kích hoạt tài lộc cho quý vị, giúp mọi người có thể có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn hơn. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964, tháng 8 âm lịch năm 2021. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng, luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh, hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái, đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo, thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn là những gì mà tuổi Giáp Thìn mong muốn và có thể những người xung quanh nhìn thấy ở họ. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc, sẽ làm mất lòng người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người là việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác, cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Xem tử vi tháng 8 năm 2021 âm lịch gia chủ Giáp Thìn, vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn có thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè, nếu có thể tìm người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới hợp tác làm ăn. Giáp Dương Mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ Giáp Thìn, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển đang chờ đợi ở phía trước. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964, tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Quý vị thân mến, tháng này, gia chủ Giáp Thìn sẽ cần cẩn trọng đến công danh sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận, càng cần chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tháng này, bản mệnh sẽ có những bước đột phá nhất định, có những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh, cải thiện hiệu suất. Tuổi Giáp Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến, được khen thưởng. Tuy vậy, nếu như gia chủ Giáp Thìn không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó, đổ sông, đổ biển, thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trơ dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn tháng 8 âm lịch, đây là tháng có bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, thu nhập chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học, tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bản mệnh không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của, hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Thứ ba, về sức khỏe. Tháng 8 âm lịch, người tuổi Giáp Thìn tâm tình rất vui vẻ, tinh thần phấn chấn, không gặp ốm đau gì đáng lo ngại. Kinh phong thủy Gia Cát nhắc nhở tuổi Giáp Thìn cần chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên, có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng khiến bản mệnh không thể nghỉ ngơi hợp lý, đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng. Gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hòa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964. Thứ tư, về tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 8 năm 2021, gia đạo tình duyên tuổi Giáp Thìn không lý tưởng trong tháng này. Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn với nửa kia về cả những việc trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Đôi bên đều cần phải tiết chế, không nên quá cứng đầu cứng cổ, khăng khăng làm theo ý muốn cá nhân, khiến tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt. Người sống độc thân hoặc đơn thân không nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới, chính bản thân cũng thường xuyên rơi vào thế bị động nên khó có thể tìm ra người phù hợp với mình. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu về tử vi của tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Giáp Thìn có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, pha Tý, tuyệt Xuân. Đối với người tuổi Giáp Thìn tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 5 tháng 8, từ ngày 11 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, nhâm Tuất, nạp âm, đại hải thủy. Ngày âm lịch 17 tháng 8, từ ngày 23 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Giáp Tuất, nạp âm, sơn đầu hỏa. Ngày âm lịch 29 tháng 8, từ ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp, Bính Tuất, nạp âm, ốc thượng thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của những mệnh chủ Giáp Thìn sinh năm 1964. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 4 tháng 8, từ ngày mùng 10 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Tân Dậu, nạp âm, Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch 16 tháng 8, từ ngày 22 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Quý Dậu, nạp âm, Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 28 tháng 8, từ ngày mùng 4 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp, Ất Dậu, nạp âm, Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại
hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021, Giáp Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tới Giáp Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi chi tiết của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta giúp trưởng thành hơn, vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.